Mới đây, 6 nhánh đường dẫn lên xuống cầu cạn Vành đai 3, đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long Hà Nội chính thức thông xe. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thành phố Hà Nội xây dựng phương án tổ chức giao thông, chỉ đạo nhà thầu vận hành và duy trì hệ thống chiếu sáng ban đêm liên tục sau thời điểm thông xe. Theo phương án hướng dẫn tổ chức giao thông của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, bắt đầu áp dụng từ ngày 27 tháng 12, các phương tiện từ đường Phạm Hùng và từ trục Xuân Thủy Hồ Tùng Mậu có thể kết nối với cầu cạn tại điểm kết nối sau nút giao Mai Dịch. Các phương tiện đi từ cầu Thăng Long về nút giao Mai Dịch có thể ra khỏi cầu cạn tại vị trí trước nút Mai Dịch để kết nối với trục đường Xuân Thủy Hồ Tùng Mậu hoặc vào cầu vượt dành cho đường đô thị để vượt qua. Phương tiện từ đường Phạm Văn Đồng, đường Hoàng Quốc Việt, Trần Quốc Hoàn có thể kết nối với cầu cạn tại nhánh lên của nút giao Hoàng Quốc Việt đi cầu Thăng Long Nội Bài. Phương tiện đi từ cầu Thăng Long về nút giao Mai Dịch có thể theo lối ra tại nhánh xuống của nút giao Hoàng Quốc Việt để kết nối với đường Phạm Văn Đồng đi Hoàng Quốc Việt hoặc trục đường Xuân Thủy Hồ Tùng Mậu. Các phương tiện đi trên cầu cạn từ nút giao Mai Dịch hướng về cầu Thăng Long có thể theo lối ra tại nhánh xuống của nút giao Tây Thăng Long để kết nối với đường Phạm Văn Đồng đi Đỗ Nhuận, công viên Hòa Bình. Hiện Việt Nam đã tiêm được hơn 146 triệu liều vaccine, trong đó có mũi 2 là hơn 66 triệu liều. Đi sau nhưng lại về trước, Việt Nam được đánh giá là đã vượt mục tiêu bao phủ vaccine mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO đề ra cho đến hết năm nay. Chỉ tính riêng với dân số từ 18 tuổi trở lên, hiện Việt Nam đã đạt tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 98% và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là 86%. Hai tháng nay, các tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Với tiến độ tiêm chủng như hiện nay, chỉ vài ngày nữa toàn quốc sẽ bao phủ mũi 2 khoảng 90%, đồng thời cũng sẽ bao phủ đủ liều cơ bản cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo đúng chỉ đạo của chính phủ. Theo Bộ Y tế, ngay từ năm 2020, Chính phủ và Bộ Y tế đã tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, Việt Nam đã thực hiện tiếp cận các nguồn vaccine phòng COVID-19 từ sớm qua nhiều phương thức khác nhau, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của vaccine đối với việc phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh tại Việt Nam.